lời bác vẫn còn đây, vì lợi ích mười năm đã hoài trong cây, theo chân bác lên đỉnh non Bạch Thạch, đồi núi hoang sơ bao đời lâu lắng, từng hồi từng bờ cây lá lao sao, đừng ai đây đang vây gọi đông bao phủ kín màu xanh đồi hoang núi chập, dẫu có gian nan hay tốn nhiều công sức, tài nguyên rừng nguồn lợi lớn ai ơi, hãy cùng nhau lên núi lên đồi biến đất hoang sơ thành rừng cây xanh tốt. Ta muốn có rừng vàng biển bát, mỗi độ xuân về mở hội tết trồng cây, rừng dài ra thêm dòng thêm dày liền một dài ngàn sâu lại là một thiên thu, khúc nhạc rừng trầm bồng vi vu, cây lá hát vươn mình trong dâm tô, tan lòng mắt gọi nhau về lắm tổ, mật ngọt cho cho ta hương vị ngọt ngào. Vẫn còn đây lời của bác năm nào, người nhắn gửi đồng bào đồng chí, dân của ta ta yêu ta quý, chăm chút cho rừng như mẹ thương con. Lời của nước non, người đi để đâu thiên son vâng, cảm ơn bài thơ, thật là cảm động.
của câu lạc bộ thơ người cao tuổi xã Đào Xá. Về lý thuyết chương trình là tiết mục.